Hi, welcome back to my channel Stats Grego. Puppy Mopy, okay? You are about to see the most on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Okay, let's go. 丢毒了，我一个人了，那是那我就没事，你收我们家。
Let's go. Ở đây các bạn sẽ đi nối đường điện. Wow, tí rồi. Let's go. I need to guess. Okay. Thank you.
Is anybody watching? Sau đó thì mình sẽ chui qua đường này. Thank you.
Let's go. Get back here. I said get back here, you little bastard. Just missed him. These kids are drunk. Let go. Trong tập này thì có 3 cách trốn tất cả. Các bạn có thể chọn cách trốn nào nhanh nhất hoặc hợp lý nhất thì các bạn sẽ chọn. Có thể các bạn sẽ trốn bằng cách đi máy bay, các bạn có thể trốn bằng cách đi thuyền. Và các bạn có thể trốn bằng cách thoát khỏi ngôi nhà bằng cánh cửa chính luôn. Ở đây thì mình không biết ông ta đang đâu rồi. Đây rồi. There you are. Yes you are. Let go. Rồi kê vào tới kênh tôi treo. Let go. Hello Label, ACT1. Let go. Okay.
Let go. Let go. Believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Let go, let go. Thank you.
Ah, ah.